còn gọi là Quân Chọc, cho vay lãi nặng từ năm 2010. Năm 2011, Quân bị tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 15 tháng tù. Sau khi ra tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa và đám đàn em thân tín gồm Huy, Mạnh là những người có nhiều tiền án, tiền sự tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng. Huy, Mạnh sử dụng các số điện thoại riêng do Quân cung cấp với nhiệm vụ chỉ dùng để giao dịch với khách, dục khách vay trả nợ, đe dọa khách chậm trả tiền và báo cáo tiến độ công việc với Quân hàng ngày. Nhóm này cho vay lãi ngày từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng 1 triệu một ngày. Đối với khách vay số tiền ít thì lãi suất cao, vay với số tiền lớn thì lãi suất nhỏ hơn và tùy vào khả năng thanh toán của khách mà được Quân ưu ái lãi suất khác nhau. Đến ngày 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm bắt khẩn cấp Thạch Anh Quân cùng với ba đàn em nói trên. Trước khi bị bắt giữ, nhóm của Quân chọc cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động tín dụng đen với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.